Tôi muốn quý vị khán giả hãy đến ngay với chương trình và gặp gỡ với hai người chơi. Một người thì xinh đẹp, cao ráo, cô ấy là Á hậu và là siêu mẫu. Còn một người là một người mẫu có một cái tên gọi rất đáng yêu, đó là người mẫu năng lượng. Hãy cùng chào đón Võ Hoàng Yến và Tôn Tuấn Kiệt. Chị ơi, bây giờ mình tới chương trình giác quan thứ 6 mà chị với em không, cái giác quan nó không, nó bị chợt quá rồi nè, chị thấy không? Chị là giác quan thứ 10 lận. Em giác quan chủ nhật, bé Hứa cố gắng chăm ngoan ạ. Dạ. Em xin chào anh, em chào chị Diệu Nhi ạ. Dạ, tụi em đang tới đây để tham gia chương trình giác quan thứ 6 ạ. Hôm nay anh trung beo quá nè. Họ vào nhà tôi mà họ cứ cảm giác như là không có mặt tôi ở nhà. Anh hôm nay anh mặc áo con báo hả? Cái anh hôm nay anh đang nhận nhân viên mới vào chương trình. Anh phải thể hiện cái oai, cái uy của mình. Chính vì thế mà anh phải mặc áo như thế này. Em ở nhà cũng nhiều áo giống vậy á. Em là báo nhưng mà báo đời nha. Dạ, em báo ứng ạ. Dạ, kế bên ạ. Hai bạn đến với chương trình đã mang theo hành trang gì để vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi? Trực giác. Ngoài nhan sắc này thì nói với giác quan thứ 6, giác quan thứ 6 là gì? Là chúng ta cần những cái sự linh cảm, đúng không ạ? Những cái sự linh tính. Giác. Ngoài những cái linh cảm linh tính đó ra thì em còn có những linh kiện thời trang, những cái sự linh tinh, linh vật con nai ở đây. Thì em chắc chắn rằng hôm nay ngoài giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, cả chủ nhật em đều chinh phục được hết ạ. Đó, cảm ơn ạ. Chưa? Chịu không chịu, buộc chịu ạ. Đó. Tiền về tụi em nha. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình giác quan thứ 6 và đây là vòng 4 được mang tên lập luận đó thưa quý vị khán giả. Wow. Em tức quá anh Trung. Sao em? Cái dòng mà nhiều người đoán đúng với ít người đoán sai bực nha. Quạo đi về. Tất cả mọi thứ người ta nói rằng không ai may mãi được. Các không em chịu. Các em may hai lần rồi thì cũng phải có một lần không may chứ. Và chúng ta sẽ cùng đến với gói tiền thưởng tiếp theo. Các bạn sẽ lựa chọn. Còn gì nữa đâu. 4 đi. 4 đi. 4. 4. Số 4. Và chúng ta sẽ có nghề tương ứng đó là phiên dịch viên. Ê, hôm nay chương trình như chơi tụi mình á. Đúng rồi, thấy gặp hai nhỏ mà nói mà hay vừa đớt vừa nhanh, nó mà hiểu chọn cái số toàn là về làm giọng nói không à. Phiên dịch viên hả? Chị Nhi ạ, chị có thể dịch cho em được cái đó là mình sao mà vừa phiên vừa dịch rồi mình vừa viên nữa. Tại vì nãy giờ em cũng đùa với mọi người thôi. Phiên dịch viên thì quá đơn giản rồi, là một người á là nói một cái tiếng khác rồi cái người phiên dịch viên đó là sẽ dịch ra một cái tiếng khác. Ngày càng thể hiện trí tuệ sâu sắc. Nào, các em hãy lựa chọn đi một trong hai khách mời còn lại. Phiên dịch viên phải rất là giỏi, phải là giỏi ngoại ngữ. Rất là giỏi ngoại ngữ. Nhưng mà hồi nãy giờ nói tiếng Việt không mình cũng không biết nha. Đúng rồi, đúng rồi, nãy giờ em nhìn số 3. Vừa rồi là các bạn đã đang phân vân với số 3 đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hỏi trợ lý để các bạn bớt phân vân. Theo em thì là số mấy? Số 1 anh. Em bắt đầu hiểu chương trình hơn rồi đấy. Bắt nhịp rồi đó. Các bạn đã bớt phân vân chưa khi nghe trợ lý của chúng tôi lựa chọn số 1? Bớt phân vân ghê luôn á. Và em chọn số bar. Bar. Em chọn số bar. Đi bar. Số bar. Nào, hãy cùng xem kết quả. Không có một dữ kiện nào, tất cả chỉ là trực giác. Đúng lần này thì các bạn đã có trực giác chính xác. Vỗ tay cho người chơi, họ đã đúng. 25 triệu. Dạ. Em nghe được mùi giàu có rồi ạ. Không, giàu có hay là giàu gió? Bây giờ số nào cũng giàu có hết ạ. Nào, hãy cùng đến với số 4. Em giàu quá mọi người ơi, em giàu quá. Giàu có không phải là giàu gió à?